Chị Nga chuyển đổi công tác có nhờ bên nhà tốt bán một căn nhà tại Tràng An, Trúc Sơn, Chương Mỹ. Với căn nhà này ngay gần với thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, thưa quý vị, nằm ở trên mặt ngõ thông, ô tô đi qua. Với thiết kế của ngôi nhà là 31 m², xây dựng là 4 tầng, được xây dựng năm 2021, đã ở được 3 năm và có nhu cầu chuyển đổi gửi bán. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế của ngôi nhà mặt tiền hơn 4 mét. Và căn nhà này thì thiết kế và giá bán rất chi là hợp lý nha mọi người. Tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Với toàn bộ phần mặt ngoài mặt tiền của ngôi nhà được chủ đầu tư là chủ nhà là ốp gạch cho quý vị. Rồi là cửa chính thì thiết kế hai lớp cửa. Ngoài phần cửa chính thì chủ nhà thiết kế phần cửa sổ. Với căn nhà này thì cách với khoảng tầm 600 mét là đi ra tới trục đường quốc lộ 6 gần với lại thị trấn Trúc Sơn, gần với siêu thị Landmark, xung quanh đầy đủ tiện ích, sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở theo cung đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân và gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh mọi người nha. Ngõ thông thoáng, ô tô đi qua nhà gần với lại chỗ gửi xe ngày đêm để ngày đêm thoải mái. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà. Với phần tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Thiết kế của ngôi nhà cũng tương đối là hợp lý. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần mô tả mọi người nhé. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, căn nhà này thì đằng trước nhà nằm ở trong khu dân cư đông đúc, nói chung là không bị chắn bởi đằng trước nhà cho nên rất là thoáng. Phần tầng 1 chủ nhà thiết kế, đây là phần em đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Chủ nhà cũng có để lại những cái công năng sử dụng, ví dụ như là điều hòa. Tầng 1 chủ nhà cũng có lắp trước đây và có để lại quạt trần, hệ thống trần thạch cao. Căn nhà này thì cái độ mới của nó cũng còn tương đối nha mọi người, nó không quá cũ đâu. Và chủ nhà có để lại những gì thì ở trên video Ngọc Ánh quay và review cho quý vị là y như vậy. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ xong hết rồi. Nói chung căn nhà này là sáng mua, chiều quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngoài phần phòng khách thì chủ nhà thiết kế ở đây là phần phòng bếp đầy đủ hút mùi để lại cho quý vị. Mặt bếp thì ốp đá granite, rồi là hệ thống hút mùi, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, chậu rửa, vòi rửa. Sử dụng ở đây là nước sạch và điện EVN Hà Nội nha mọi người. Đó. Ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà với diện tích 32 m², thiết kế công năng sử dụng 4 tầng thì các tầng phía trên thiết kế ra sao? Với phần hoàn thiện ở cầu thang tay vịn thì là gỗ ngăn cách giữa phần phòng khách và phần cầu thang thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC gỗ ở đây mọi người nhé. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Mời quý vị theo chân ngói lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, công năng sử dụng cho quý vị như sau: một phòng ngủ, một phòng vệ sinh thiết kế ở bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Thì ở phần phòng ngủ này chủ nhà có để lại cho quý vị một chiếc giường, một bộ bàn phấn trang điểm, quạt chợ quạt ở đây là thiết kế một điều hòa cũng như là một quạt treo tường. Đây là phần cửa sổ. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp thông thoáng, có rèm cửa rồi. Trên phòng tầng ngủ này cũng thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cho mọi người. Công năng sử dụng hài hòa hợp lý, thông thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh tiện ích chợ trường, phường trạm, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đầy đủ cho quý vị. Siêu thị, bệnh viện đều rất gần. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Màu sơn chủ đạo trong phòng là màu trắng. Đấy, nói chung chủ nhà ở mà còn tương đối là mới nha mọi người. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài đây. Phòng vệ sinh này thì cũng tương đối là rộng, đầy đủ hệ thống sen cây tắm, lavabo, bồn cầu và ở đây thì chủ nhà để lại là một bình nóng lạnh nhé. Trong phòng vệ sinh thì ốp gạch gần lên từ trần trần rất là sạch. Rồi là cửa nhà vệ sinh. À. Mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Tuy nhiên ở trên phần tầng 3 thì chủ nhà để lại một chiếc giường cũng như là một chiếc tủ rất là to. Điều hòa các phòng, cửa sổ thiết kế hai lớp thông thoáng.
Đây mọi người có thể nhìn thực tế này. Giường này, tủ, phòng ốc rất là rộng, rất là thoáng. Trên tầng 3 này thì trước kia chủ nhà ít sử dụng đến lắm mọi người ạ. Cho nên là nó còn rất là mới, gần như là màu sơn còn nguyên. Đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Phòng vệ sinh tầng 3 này cũng đầy đủ về bình nóng lạnh này, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Nói chung là thiết kế hợp lý. Nếu mà muốn biết tầng 3 ít sử dụng hay nhiều, đây mọi người có thể nhìn thực tế bồn cầu lavabo gần như là còn mới tới 90%, rất là ít sử dụng. Mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Căn nhà này thì 4 tầng đổ phun trần cho mọi người. Đây. Đây là phần khu vực phơi quần áo và để máy giặt. Chủ nhà cũng lắp cả máy bơm tăng áp lên trên 4 tầng sử dụng cho quý vị. Đó. Rất chi là ok đúng không ạ? Và thiết kế một phòng riêng ở trên này là phòng thờ đây. Có cả án thờ ở đây mọi người ạ. Công năng sử dụng hài hòa hợp lý. Cửa sổ thông thoáng, tất cả các phòng ánh sáng đều tự nhiên. Phòng ốc thì rộng rãi. Nói chung mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một ngôi nhà mơ ước. Tất cả các căn nhà Ngọc Ánh quay đều pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ rõ ràng cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vậy cho nên mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn, kỹ hơn, đi xem nhà cụ thể hơn và chọn lựa cho mình một căn nhà ưng ý hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 để được tư vấn cũng như đi xem nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.